Tuần qua, làng giải trí xứ Trung vô cùng náo nhiệt với nhiều tin tức thị phi của các ngôi sao, cùng với đó là những thông tin nóng hỏi về các dự án phim ảnh và truyền hình Trung Quốc. Hôm nay hãy cùng Cbiz Phim nhìn lại xem tuần vừa rồi, showbiz Trung Quốc có những sự kiện nổi bật gì đã xảy ra nhé. Tần Tiêu Hiền bị tố ngoại tình, đời tư hỗn loạn và phong bạt. Đầu tiên là tin tức anh chàng Tần Tiêu Hiền bị bạn gái cũ tố ngoại tình, sau đó là việc anh chàng bị bóc mẻ việc phong bạt về gia thế của mình. Sự việc bắt đầu khi bạn gái cũ của Tần Tiêu Hiền là Tân Vũ Tích có bài viết dài vạch trần việc nam diễn viên đã lừa dối nhiều lần trong thời gian yêu nhau. Tân Vũ Tích khẳng định cô nắm giữ rất nhiều bằng chứng. Theo Tân Vũ Tích, hai người sống chung vào năm 2018. Trong khoảng thời gian này, Tân Vũ Tích sắp xếp mọi việc cho bạn trai, từ đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Nói cách khác, cô dùng hết tiền của mình để hỗ trợ Tần Tiêu Hiền. Không những thế, Tân Vũ Tích còn giúp bạn trai đăng bài lên các tài khoản mạng xã hội hoặc trả lời người hâm mộ. Tuy nhiên, tới năm 2019, Tần Tiêu Hiền bắt đầu ngoại tình. Nhân tình của Tần Tiêu Hiền đã đăng ảnh qua đêm tại nơi anh đang sống cùng Tân Vũ Tích lên mạng xã hội. Tân Vũ Tích phát hiện sự việc nhưng sau đó tha thứ cho Tần Tiêu Hiền. Một tháng sau đó, Tần Tiêu Hiền đến Cáp Nhĩ Tân biểu diễn và mời một fan nữ ở lại phòng. Lúc này, Tần Tiêu Hiền nói dối fan nữ rằng anh độc thân và công khai đưa cô gái vào hậu trường buổi biểu diễn hoặc đến quán bar. Hai người này hẹn hò khoảng nửa năm. Sau khi phát hiện Tần Tiêu Hiền dùng chính xe của mình để chở nhân tình, Tân Vũ Tích quyết định chia tay. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Tân Vũ Tích liên tục bị phỉ báng, tung tin sai sự thật nên cô quyết định lên tiếng. Sau khi tiết lộ Tần Tiêu Hiền ngoại tình vào năm 2020, Tân Vũ Tích đã trực tiếp mở phòng livestream và nối máy với Tiểu Nhục, tên thật là Tư Hiểu Địch, người thứ ba ở thời điểm đó. Cả hai cho biết mình nắm trong tay đầy đủ bằng chứng, chỉ cần Tần Tiêu Hiền phủ nhận là sẽ tung ra. Tần Tiêu Hiền được cho là đã ngoại tình với ít nhất là 6 người phụ nữ trong thời gian yêu đương với Tân Vũ Tích. Không chỉ vậy, Tần Tiêu Hiền còn rất mập mờ trong các chương trình truyền hình. Anh từng thể hiện sự thân thiết bất thường với nhiều nữ diễn viên như Cáp Ni Khắc Tư, Mạnh Tử Nghĩa. Hành động của anh được cho là đã vượt quá mức độ bạn bè bình thường, khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của họ. Tần Tiêu Hiền sinh năm 1997, xuất thân là nghệ sĩ hài độc thoại của Đức Vân Xã, sau đó tham gia nhiều chương trình giải trí và nhận được sự yêu mến từ khán giả nhờ tính cách hài hước. Anh từng nổi tiếng với hình ảnh hiền lành, gia đình bề thế, sở hữu nhiều khách sạn nổi tiếng, cùng dàn xe sang. Nhưng thực tế, ba mẹ anh đã ly hôn từ lâu, anh về sống cùng với mẹ, việc phân chia gia sản như thế nào không được làm rõ. Cho nên thực hư số tài sản kết xù của Tần Tiêu Hiền cũng không chắc chắn có thật như đồn đoán. Điền Hi Vi gặp thất bại với bộ phim mới nhất. Với hiệu quả phát sóng không khả quan, bộ phim bán thục nam nữ có nguy cơ trở thành tác phẩm thất bại trong sự nghiệp đang khá trông trên của Điền Hi Vi. Bộ phim bán thục nam nữ được chuyển thể từ tiểu thuyết Ở đây, không có thiện nam tín nữ, của tác giả Liễu Thúy Hổ. Tên phim nói về những thanh niên chưa trưởng thành hết, vẫn còn va vấp trong tình cảm, trong khi đó, tên của tiểu thuyết thể hiện các nhân vật chính chẳng phải là những người hiền lành tốt tính. Nhân vật Hà Chí Nam, do Điền Hi Vi đóng, gây khó chịu vì tính cách công chúa luôn muốn được quan tâm, bòn rút tiền của bạn trai, khi không được quan tâm thì ngoại tình. Cô biết rõ đối phương có bạn gái nhưng vì muốn tìm được người chiều chuộng mình nên sẵn lòng phá vỡ mối quan hệ của người khác. Đây là một nhân vật mang màu sắc phản diện gây tranh cãi, đa chiều và khó diễn. Nếu không thể hiện tốt thì rất dễ đánh mất cảm tình của khán giả. Khi Điền Hi Vi nhận dự án này, người hâm mộ của cô không hài lòng và khán giả cảm thấy khó hiểu với việc hoạch định sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ. Nhận một vai dễ gây tranh cãi trong khi diễn xuất của Điền Hi Vi còn nhiều điểm yếu, kịch bản cũng khó thu hút người xem. Nữ diễn viên bị chê vì diễn xuất dập khuôn giống các phim trước. Nữ diễn viên khi buồn thì chỉ biết ngẩn người, khi vui thì cười, cảm xúc trong đôi mắt khô khan khiến khán giả không đồng cảm được với nhân vật của cô. Cũng chính vì Điền Hi Vi diễn xuất không đủ thu hút mà một phần đã khiến rating của phim ngày càng sụt giảm, chỉ số truyền thông và số lượng quảng cáo cũng giảm theo từng tập phim. Giữa cơn bão chỉ trích về vai diễn lần này, Điền Hi Vi và phòng làm việc của cô đã có bước đi tương đối khó hiểu và làm mất lòng khá nhiều người hâm mộ. Cụ thể, người hâm mộ của Điền Hi Vi cho rằng nhân vật Hà Chí Nam không có điểm sáng và không mang lại giá trị tích cực cho sự nghiệp diễn xuất của Điền Hi Vi. Vì vậy, rất nhiều người phản đối cách chọn kịch bản của nữ diễn viên. Đáp lại, Điền Hi Vi cho rằng fan yêu cầu quá nhiều, không tôn trọng cô, nếu không chấp nhận thì có thể rời đi. Lời nhắn này của Điền Hi Vi bị cho là độc đoán. Không lắng nghe góp ý từ người hâm mộ nên đã có không ít người lựa chọn quay lưng với nữ diễn viên. Theo truyền thông xứ Trung, điều người hâm mộ lo lắng không phải không có cơ sở vì Điền Hi Vi có ít tác phẩm gây tiếng vang và thật sự tạo ra dấu ấn lớn với công chúng. Cô đang thật sự bị thụt lùi trong cuộc đua phim ảnh với dàn tiểu hoa sau 90 năm khác. Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh,
Diệp Kha vướng nghi vấn từng học lớp săn đại gia. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh ly hôn Angela Baby, anh bị đồn có quan hệ tình cảm với hot girl Diệp Kha. Sau khoảng 2 năm vướng tin đồn, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xác nhận hẹn hò với Diệp Kha. Kể từ đó, mọi động thái của Diệp Kha đều gây chú ý và bàn tán. Mới đây, Diệp Kha bị nghi ngờ từng tham gia khóa đào tạo săn đại gia, thường được gọi là lớp học danh viện, nơi sẽ giảng dạy cách để những cô gái trẻ trở thành vợ hoặc bạn gái những người nổi tiếng, giàu có. Vợ của Lâm Phong, Phan Vĩ Bá và Quách Phú Thành đều từng vướng nghi vấn tương tự, nhưng họ đã lên tiếng phủ nhận. Sở dĩ Diệp Kha vướng nghi vấn từng tham gia lớp học danh viện là vì cô có cách chụp hình, tạo dáng, rồi các trang phục, đồ hiệu và ngay cả địa điểm chụp hình cũng rất giống với những cô gái xuất thân từ lò đào tạo này. Theo giới truyền thông xứ Trung, các cô gái tham gia khóa học này thường chụp hình ở những địa điểm sang chảnh, dùng toàn đồ hiệu, xe sang gần giống hệt nhau. Không chỉ rèn luyện các kỹ năng xã hội mà khóa đào tạo còn cung cấp nhiều dịch vụ và đảm bảo đầu ra, giúp tạo mối quan hệ. Chẳng hạn nếu học viên thích một sao nam cụ thể, những người điều hành lớp đào tạo sẽ cho học sinh làm bài tập liên quan đến ngôi sao đó. Giáo viên sẽ cố gắng để biến học viên trở thành kiểu người mà nam diễn viên đó thích, thậm chí móc nối mối quan hệ để nữ học viên có thể xuất hiện ở những nơi mà diễn viên này thường lui tới. Họ tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng thực tế là cố tình tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với mục tiêu cụ thể. Có thông tin cho biết lò đào tạo săn đại gia này được chia thành các cấp độ khác nhau, mục tiêu càng cao thì phí đào tạo càng đắt. Nếu mục tiêu là sao nam hạng nhất thì chi phí có thể lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân dân tệ. Cho đến hiện tại, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ im lặng về nghi vấn kể trên. Thời gian qua, cả hai người lần lượt vướng nhiều tin đồn khác nhau, chẳng hạn, nam tài tử đã ngoại tình khi họ chưa ly hôn người cũ. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh luôn im lặng, chỉ có Diệp Kha lên tiếng phủ nhận nghi vấn ngoại tình. Bên cạnh đó, Diệp Kha cũng thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ 40% cơ thể. Doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp lễ Quốc khánh 1 tháng 10. Dịp Quốc khánh Trung Quốc 2024 chứng kiến 10 bộ phim điện ảnh cùng lên sóng. Trong đó, cuộc cạnh tranh doanh thu phòng vé thuộc về phim Quân tình nguyện, Trận chiến sinh tử, phim Cục 749 và phim Dục hỏa chi lộ. Trong ngày công chiếu 1 tháng 10 năm 2024, phim Cục 749 của Vương Tuấn Khải đã dẫn đầu doanh thu với tỷ lệ lấp đầy ghế, cao gấp đôi phim Quân tình nguyện, Trận chiến sinh tử. Nhờ hiệu ứng tốt, các rạp phim cũng tăng suất chiếu lên theo từng giờ. Phim của Vương Tuấn Khải có doanh thu khoảng 172 triệu nhân dân tệ trong ngày công chiếu đầu tiên. Trong khi đó, phim Quân tình nguyện, Trận chiến sinh tử do Chu Nhất Long xếp vị trí thứ hai với doanh thu ngày đầu công chiếu là 152 triệu nhân dân tệ. Xu hướng doanh thu của phim Cục 749 tốt hơn vào ban ngày nhưng có dấu hiệu chậm lại vào chiều tối. Ngược lại, phim Quân tình nguyện, Trận chiến sinh tử vẫn duy trì mức bán vé ổn định, số liệu đang trong ước tính ban đầu, nhiều khả năng sẽ thu về 1,5 tỷ nhân dân tệ trong dịp Quốc khánh. Ngoài ra, dự án điện ảnh của Triệu Lệ Dĩnh cũng đang đứng top 3 phòng vé. Nhưng doanh thu hiện tại của Dục hỏa chi lộ đang thấp hơn so với dự đoán ban đầu, tỷ lệ suất chiếu giảm nhẹ. Phim không mang đến quá nhiều điều ấn tượng và đột phá, khó cạnh tranh với dòng phim khoa học viễn tưởng. Dù vậy, với Dục hỏa chi lộ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tạo được xu hướng mới. Tạo hình tân nương đội hoa trên đầu của nữ diễn viên cũng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Nền tảng Mao Gian dự đoán về tổng doanh thu phòng vé của những bộ phim chiếu rạp dịp Quốc khánh Trung Quốc 2024 như sau: phim Quân tình nguyện, Trận chiến sinh tử sẽ đạt khoảng 1,54 tỷ nhân dân tệ, phim Cục 749 sẽ đạt khoảng 936 triệu nhân dân tệ, phim Dục hỏa chi lộ sẽ đạt khoảng 496 triệu nhân dân tệ, phim Nguy cơ hàng tuyến sẽ đạt khoảng 442 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, vào trưa ngày 2 tháng 10, một số bộ phim công chiếu trong dịp lễ năm nay của Trung Quốc cũng đã mở điểm đánh giá trên Douban. Theo đó, phim Quân tình nguyện, Trận chiến sinh tử do Chu Nhất Long, Tân Bách Thanh, Trương Tử Phong, Chu Á Văn diễn chính, mở điểm Douban được 7,5 điểm với hơn 28.000 lượt đánh giá. Phim Dục hỏa chi lộ do Tiêu Ương, Triệu Lệ Dĩnh diễn chính, mở điểm Douban được 6,5 điểm với hơn 26.000 lượt đánh giá. Phim Cục 749 do Vương Tuấn Khải, Miêu Miêu, Trịnh Khải, Nhậm Mẫn diễn chính, mở điểm Douban được 5,0 điểm với hơn 68.000 lượt đánh giá. Trên đây là những tin tức showbiz đáng chú ý trong tuần qua. Đây cũng là chuyên mục mới trên kênh của chúng mình. Nếu bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy để lại cho chúng mình một lượt like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!